vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Thì clip này mình sẽ chơi đó là vì tưởng triều vấn. Thì cũng khá là lâu rồi, tuần gì rồi mình chưa làm về triều vấn anh em ạ. Có nhiều anh em bình luận đó là nhắc mình làm đi, bởi đó là cánh mình làm về triều vấn thì nhiều anh em khá là yêu thích, cũng như là lượt view thì khá là cao, toàn là 5, 7, 10k view, 20k view. Còn mình làm về ná hôm qua ấy, chỉ được 500 view anh em ạ, cũng rất chỉ là buồn luôn. Những clip thì mình cũng cố gắng, nhưng mà nhiều khi thì những vị tưởng đó ít view nên là mình ít làm nha anh em. Anh em cũng thông cảm video đó một xíu. Ở clip này thì mình mang triều vấn đi rừng anh em ạ. Nói chung ở mức rank càng cao thì người ta sử dụng triều vấn không phải là quá nhiều, nhưng mà vẫn sử dụng rất chỉ là tốt nha anh em. Còn ở mức rank nói chung cao thủ ít sao trở xuống thì triều vấn sử dụng khá là nhiều, và leo rank thì cực kỳ là hiệu quả, gọi là một thần rừng quốc dân ấy. Còn lên càng cao thì càng khó một xíu, bởi vì kỹ năng của người ta tốt, kiểm soát mục tiêu của người ta tốt đấy. Nói chung những trận đấu ở mức rank cao thủ thì khá là gắt uầy. Thôi xong rồi, máy vẫn ăn được con bùa anh em ạ. Pha này thì tém địch. Mình thì chưa lên level 4 mà triều vẫn chưa lên level 4 thì cực kỳ là phế nha anh em. Ôi hay này, pha này kéo được màng rồi, được màng rồi anh em ạ, thơm. Có màng dành cho xạ thủ tém mình rồi, mình vẫn chưa lên level 4 anh em ạ. Pha này thì chắc có lẽ là phám để lên level 4 đã nhá. Ôi, ăn được con quái này vẫn chưa lên được level 4. Ôi, thôi xong rồi, dương tém bàn thì hơn level 4 rồi. Đấy, khi mà anh em lên rank càng cao thì người ta áp đặt lối chơi cực kỳ là kinh luôn. Nên là việc đánh thì với triều vẫn giai đoạn đầu game làm sao mà đồng đội hỗ trợ tốt nhá. Trận đấu này thì tém bên mình đầu game thì hỗ trợ cũng tốt, nhưng mà tém bàn đầu game khá là lực. Bây giờ thì điều quan trọng nhất đó là được farm anh em ạ. Triều vấn thọt đầu game nhưng anh em vẫn được farm đã tốt. Triều vấn là quấn bài đó là về lết, nên là anh em giai đoạn đầu game có thọt đi chăng nữa thì cũng đừng có quá đáng sợ nhá, vẫn có thể là chơi tốt được. Đừng có để mất trụ nhiều quá và không được farm, bị đối phương kiểm soát hết bùa thì khi đó không còn cơ hội. Còn vẫn còn đó là bùa vẫn còn chơi được thì vẫn còn cơ hội. Ôi, pha này lại không đủ đám rồi anh em ạ. Tiếp quá, pha này thì mình phải bật lên đó là cái siêu hôi máu để có thể đó là sống sót quay trở về. Anh em thấy lên cao thì Alistair cũng không phải là bị cấm quá nhiều đâu, bởi vì thực tế không cho Alistair chơi game. Một bộ combo của Ra có thể là làm Alistair không kịp khóa luôn ấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ tích cực phá một xíu nha anh em. Nói chung đối với triều vấn ở trận đấu này thì mình sẽ lên đám nha, bởi vì mình mà không lên đám trận đấu này rất chỉ là khó chơi. Thì xíu nữa mình sẽ phân tích tại sao mà mình sẽ lên đám. Ok, pha này liệu quán được màng nào hay không, nhưng mà uầy, tem địch vừa khỏe vừa đống. Bật cái thủy thân đến từ cơ rep nữa thì làm sao mà chơi được. Chiều anh em ạ, à, pha này thì thất thể. Thất thể quá là nhiều rồi, uầy, ná tem bàn thì lại sáng cướp nữa rồi. Cỡ cực quá anh em ạ. Bây giờ thì bùa sánh của mình chuẩn bị ra nha, lại tiếp tục về phạm bùa sánh thôi. Tuổi thơ lại gọi là cỡ cực quá rồi. Nói chung đánh triều vẫn tuổi thơ này thì mình gặp nhiều rồi anh em ạ. Nói chung lên mức rank cao thủ thì hầu như trận đấu nào thì triều vẫn, hầu như trận đấu nào đầu game thì cũng cỡ cực cái. Nhưng mà giai đoạn cuối game đó là một câu chuyện khác. Thực tế thì quá level 10 là triều vẫn bắt đầu đó là có thể chơi được rồi, nếu mà đối phương không quá xanh xáo. Ok, pha này thì uầy, mid timing. Anh em thấy chưa, đó là lý do vì sao mà lên càng cao thì người ta khá là ít cầm Alistair, cùng cầm nhưng mà không phải là quá nhiều. Một bộ combo gọi là Alistair không kịp làm gì luôn, và mình thì cũng lên gì ạ, nó ép bùa anh em ạ. Có thời gian bùa đỏ nên là nó luôn luôn là ép. Uầy, mình tem binh sơ hở xíu hơi lên bảng điểm số hơi nhiều rồi.
Thực tế thì cũng không trách được anh em ạ, bởi vì Alistair thì những phá đó thì cũng đi check map thôi mà. Nhưng mà do tem bàn đó là quá hay anh em ạ, ra tem bàn quá là hay, còn bó vậy thì ai mà đỡ được. Đến mình thì cũng lên bảng điểm số luôn chứ đừng có nói Alistair ấy. Nói chung giai đoạn đầu game cỡ cực một xíu thì cố gắng tém giữ được trụ là ổn nha anh em. Chứ tém mà quăng trụ nữa là thôi xong đi luôn ấy. Lượng đám của mình bây giờ thì nói chung cũng bắt đầu là ổn định dần đều rồi. Anh em chơi triệu vẫn cũng vậy. Lượng đám khi anh em đạt quá level 10 rồi thì bắt đầu là ổn dần đều. Ôi, pha này chơi được. Bắt luôn này. Chạy đâu, mình sẽ trả thù cho Alistair nhá. Thôi xong rồi. Em bên mình đường này lại ngủm rồi anh em. Pha này thì mình sẽ đứng đấy này. Mình sẽ đứng đấy trước để lô xài nhá. Rồi, dùng chiêu một lại này. Gõ vào đâu đó là xà thủ của tém đích này, ăn cái màng xà thủ của tém đích trước. Rồi ăn màng của lữ bố 6. Ơi, pha này thì mất trụ rồi anh em ạ. Mình không dám đuổi theo lữ bố nữa ấy. Thì khi anh em đi gánh nên chú ý nha, khoán đã để lô sai. Chứ anh em phá đỏ vào để lô sai phạt là chắc chắn anh em không có cơ hội trốn thoát đâu. Bởi vì cái trụ thì cũng không còn nhiều máu nữa, anh em vào thì cũng không cứu được cái trụ. Kèm theo đó thì bị đối phương đó là thế chủ động ấy. Mình rinh gặp thì mình thì đó là chủ động, còn nếu mà để đối phương đó là biết sai mình thì đối phương chủ động nên là mình không ăn được. Rồi pha này bắt luôn này. Này thì rá này, này thì ná cả rốc này, thì chơi đôi luôn, cân đôi luôn. Đấy, tầm này thì anh em thấy quá level 10 là triệu vẫn bắt đầu đó là khỏe dần đều rồi. Hơn nữa thì bây giờ lượng nội tài của mình thì cũng có 5 điểm rồi anh em ạ. Mình lại bắt xạ thủ của tem đích được. Ulti một phát mất chiêu cuối đến từ Cafeny và cái kế thị Cafeny lên bảng điểm số này. Pha này thì chạy thôi. Thì ở clip này mình cũng trình bày cho anh em về gọi là biểu đồ gọi là đám thuộc dạng là khủng nhất. Kèm theo đó thì phù hiệu nổ đám và bảng góc ngựa. Vậy biểu đồ này thì anh em cứ tự tin, một bữa là một màng cực kỳ là dễ dàng luôn. Anh em thấy level 10 mình cấn cả ra, cấn cả ná rốc rồi. Khá là dễ ná thì giai đoạn cuối game khá là yếu đây này. Pha này ra tém đi, đấm đá đi, đấm đá đi. Tầm này thì ra làm gì có thể có cửa để chơi với mình được. Giai đoạn đầu game thì nói chung mình ăn hành sập mặt anh em ạ. Nhưng mà giai đoạn cuối game đó là do chất tướng nhá. Chứ không phải là nhiều khi không phải do mình quá hay đâu. Rồi pha này lại ra bắt xạ thủ của tém đi nhá. Mục tiêu của mình chắc chắn là xạ thủ của tém đi trước. Bỏ qua lữ bố nhá, lữ bố tốc biến đi rồi anh em ạ. Uầy, thôi xong rồi, pha này nó chạy nhanh quá. Bật cái tốc hành chạy như một vị thần anh em ạ. Ok, chạy rồi thì ta lại quay trở về phạm thôi. Triệu Vân thì rất cần bùa sánh. Đối với phù hiệu dành cho Triệu Vân ở trận đấu này, mình sử dụng bộ phù hiệu đó là má chủ nhá. Ôi, ná tem đích làm gì đấy, lại đinh cướp à. Ngựa quen đường cũ đây, nhưng mà chạy đấu. Thế tải nhẹ một phát này. Thì về phù hiệu mình sử dụng đó là má chủ. Cấp 1, cấp 2 thì tăng đám. Cấp 3 thì sẽ lên cho nó một cái siêu hồi máu nhá. Kiểu vẫn lên siêu hồi máu thì rất chỉ là hữu ích luôn. Ví dụ anh em hết năng lượng hoặc là trong combat, anh em có thể bật cái siêu hồi máu, cái hồi năng lượng và hồi máu luôn. Và một cái đó là hạ phù thì tăng công thôi. Rồi pha này thì lại bắt này, cơ rẹp bây giờ không có tụ. Ôi, pha này bắt xà thủ của tém đi trước nhá. Chạy đấu làm sao mà chạy được. Quân tử trả thù gọi là 10 phút trước mùa này anh em ạ. Nhưng mà chưa cần đến 10 phút trả thù được rồi. Ôi, ra tem bàn làm gì đấy. Ôi, bị kéo rồi này. Với thế mà đánh tem đích cửa ra từng người thế này thì rất chỉ là tốt dành cho tem mình anh em. Bởi vì có Alistair ấy. Còn ở thì bị đồng thì Alistair không phải là mạnh đâu. Thực tế thì Alistair không mạnh nhưng mà nó khó chịu. Tem mình mà thể công thì gọi là siêu khó chịu luôn. Rồi pha này cơ rẹp không có thủy thân này. Nhưng mà pha đó cho dù cơ rẹp có thủy thân với lượng máu đó thì sát thương chuẩn của mình cũng có thể là xuyên qua lớp giáp ảo nhá. Về bảng ngọc dành cho Vân Cà thì mình sẽ lấy như sau. Ngọc đỏ sẽ lấy cho nó đó là 7 viên công vật lý và xuyên giáp, và 3 viên đó là tỷ lệ chỉ mang.
Ngọc tím sẽ lên cho nó là tốc đánh tốc chạy, và ngọc xanh đó là công vật lý và sinh giáp. Còn về trang bị ở trận đấu này mình sẽ lên theo thiên hướng, đó là thuộc dạng đám khủng. Đầu tiên thì kiếm truy hồn, tiếp đến dây kiên cương, tiếp đến thường xuyên phá, thanh kiếm phức hợp kiếm và nánh. Nếu mà anh em muốn đảm bảo an toàn thì lên giáp hồ mạnh, còn không thì lên nánh luôn. Phun đám khủng khiếp, bởi vì thực tế trận đấu này mình mà lên thủ là rất chi là khó chơi. Tại vì sao? Tại vì bên kia có cà phê ní, có lự bố. Nhưng vì tưởng mình mà không sốc đám được nó thì nó quay trở lại hồi phục rất chi là lớn. Thế là chắc chắn mình sẽ lên theo thiên hướng, đó là phun đám một bữa đó là chết luôn. Anh em có thể thấy thì cà phê ní tuy là có cũng ta má, nhưng mà với lượng đám này thì không xì nhế nhá. Bây giờ thì quẩy lại giáo tránh anh em ạ. Rồi pha này mục tiêu của mình lại cà phê ní này. Đấy anh em thấy chưa, gọi là sát thương bốc hơi cực kỳ là nhanh luôn. Cờ rẹp tem bàn bất thủy thân lên, nhưng mà dính ngay đến cụ hụt đến tư cơ rắc. Pha này thì không biết có lấy được cái trụ này hay không. Ok có trụ rồi thì bây giờ chắc có lẽ là chưa win được. Ná tem địch thì vẫn đáng con, đó là tích cực đầy lẻ, và chắc chắn bây giờ mục tiêu lớn đó là con ta thân xế giá nha anh em. Tại mình thì đều pính đó là ăn ta thân xế giá. Thì nhân tiền đó là lên ăn ta thân xế giá thì bắt đó là đường ná quay trở về này. Chạy đấu một phạt chỉ mang luôn. Ngủng. Đấy đầu game anh em chơi triều vẫn thọt thì đừng có quá đáng sợ nhé. Làm sao mà tém giữ được trù là được. Còn giai đoạn cuối game thì triều vẫn quá là khỏe rồi. Ná thì nó sẽ yếu dần theo thời gian. Còn triều vẫn thì nó sẽ khỏe dần theo thời gian. Thì bây giờ mình nhận thấy đó là có giao tránh, thì sẽ đẩy đường lính này lên cao nhá. Ná của tém bàn gần ra rồi nên là mình cũng không thể vào đó là chơi được. Nên là mình sẽ lại bóc đầu tém địch. Uầy, pha này tém mình chết hai người rồi anh em ạ. Uầy, lử bộ thấy sai rồi, pha này bỏ chạy thôi. Vẫn chưa win được anh em ạ. Khó nha, pha này vẫn đang chưa win được. Uầy, bắt lẻ được ná rồi kia, thơm. Bên mình thì dốc cờ cũng là khắc chế ná luôn anh em ạ. Dốc cờ thì bị khắc chế bởi đó là rá, nhưng mà ná thì lại bị khắc chế bởi rốc cờ. Dốc cờ ấy, chứ không phải là rốc cờ đâu. Pha này dinh dập đấy, bắt luôn, thằng này mất chiêu nhảy rồi này. Lử bố bất chiến thân lên thì mình lùi lại một xíu nha. Chơi luôn này, trâu, anh em thấy. Bên binh hai xả thương chuẩn, cơ rẹp tụt màu không phanh luôn. Pha này băng trụ chơi luôn anh em ạ. Mình đang còn giáp hồ mình mà, chơi luôn, ngài cũng cái gì, bật ra luôn này. Ok, ná tem bàn ra thì hào gục được mình, nhưng vẫn đang còn ở giáp hồ mình. Pha này thì quẹt sạch rồi và trận đấu thì chắc chắn sẽ kết thúc. Ok thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên là cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nha. Cảm ơn anh em rất chi là nhiều. Bye bye.